Đại chúng, hôm nay là ngày mấy? 19 nè, ngày 19 tháng 6, tháng 7 năm 2002, nhằm ngày 19 tháng 10 tháng 6 âm lịch, tại giảng đường chùa Phổ Đà và một cái hạ an cư, chúng ta học tập nghiên cứu về phương pháp tu huyết và tu tuệ tiếp theo. Những như trước thì đã nói, người ta cho tu huyết một cách đơn giản, thành ra chẳng hạn như người thế gian thì này đa số là người ta làm được một thành nào đó, một số nào đó về cái việc mà bố thí việc tiền tài, chẳng hạn như là cứu trợ bảo lục hay là cứu trợ đồng bào khó khăn, hay là cứu trợ những người già yếu neo đơn, những người bệnh tật khuyết tật rồi vân vân. Quan niệm cả đó đó là tôi biết rồi đó, nhưng mà thật sự thì quan niệm như vậy là không phải là sai, nhưng mà nó đơn sơ lắm, chưa phải vậy. Hôm nay tôi triển khai tiếp về vấn đề tu thuyết và tu tuệ. Tôi nói về bố thí rồi mà, xong rồi ha, lục độ mà. Tôi giới thiệu về lục độ. Tu lục độ phải là một cái gì ghê gớm lắm mà. Kinh điển như các vị biết là không tu lục độ là không có thể thành Phật được. Mà muốn thành Phật là phải trải qua lục độ, mà phải là lục độ mà tu cái bằng ba la mật, nghĩa là phải đạt đến cái trình độ, đến cái đỉnh cao của tuyệt nhất, tuyệt đối thì mới thành Phật được. Do vậy mà lục độ tôi gọi là lục ba la mật, độ nào cũng đã đạt tới cái cứu cánh cái trình độ của nó, chứ không đạt tới cái đỉnh cao của nó, không có đạt tới cái đỉnh cứu cánh trình độ của nó thì không có cơ hội để thành Phật đâu. Chứ không phải mình làm những cái bài cái việc mà cứu trợ giúp đỡ về tiền tài, về vật thực, về thuốc men, về cơm áo gạo tiền vậy đó là gọi là tu phước chưa, cái đó tầm thường lắm, chưa được. Còn nói về tu phước bố thí mà, thì tài thí, pháp thí, vô quý thí là tôi nói rồi. Nhưng mà bữa hổm tôi có nói cái thí mà, cái bố thí mà lục căn lục trần mà hổm tôi nói chưa, tôi quên hả? Chưa nói cái đó không? À, cái bố thí này là mới là đi tới cái ba la mật, mới là cái nhân để thành Phật đây nè. Cái tài thí, pháp thí, vô quý thí đó, tôi nói rồi đó. Cả đó là trung thừa Phật giáo họ cũng học được, mà đại thừa Phật giáo là học cái bố thí đó là phải bố thí là bất ân trụ sắc bố thí,
bất ưng trụ thanh bố thí, bất ưng trụ hương, trụ vị, sắc, xúc pháp bố thí. Đó là cái lời dạy của Đức Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề. Bồ Tát nên trụ cái tâm của mình như thế nào? Không nên trụ nơi sắc, không nên sân tâm trụ nơi sắc, không nên sân tâm trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp để mà làm cái việc bố thí. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hơn bị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không nên sanh cái tâm trụ nơi sắc. Mình bố thí mà mình còn thấy mình cho người ta bằng cái tiền tài hay là vật lực hay là bằng công sức nội tài ngoại tài gì đó, tức là mình trụ rồi đó. Mà cái người mà làm việc bố thí mà ba la mật đó thì là bố thí mà không hề thấy mình đưa ra cái gì và mình cho ai cái gì, cũng không cần biết cái người nhận đó tên gì họ gì, mà thấy người ta đang lâm nguy cứu khổ thì cứ cứu vậy thôi. Mà mình làm cái việc gọi là cứu khổ đó rồi là mình phải quên ngay, chứ không có phải là không còn nhớ mình là người làm việc bố thí. Ta gọi là bố thí mà tam luân không tịch. Đây là kinh điển thật sự đây. Muốn học được cái nhân thành Phật là phải học vậy. Và nếu làm chưa được là phải cố ý làm vậy thì mới có cơ hội gọi là giải thoát giác ngộ. Chứ còn làm lơ mơ thì nói đúng ra không có ăn thua gì hết. Tôi lơ mơ không có ăn thua gì hết. Bố thí tâm luôn không tịch có nghĩa là không thấy mình là cái người làm việc bố thí, không thấy cái người đối tượng cùng khổ nào đó thọ nhận cái sự bố thí của mình, và cũng không cần nhớ mình cho người ta cái gì, dù là mình biết hết cái đó là vật chất gì bao nhiêu đó hay cho người ta, nhưng mà cũng không cần nhớ đó là cái gì. Cái người ta cần là cứ cho vậy mà không cần nhớ là cái gì. Đấy. Thì bố thí như vậy đó là bố thí về tài thí, là phải bố thí như vậy, gọi là tam luân không tịch. Năng thí sở thí là cái vật đem ra thí đều không có chấp mắt, không có trụ trước dính líu vào trong đó. Còn đối với thanh cũng vậy, thanh bố thí bằng cách nào? Nghĩa là cái lỗ tai của mình có quyền nghe tất cả âm thanh, nhưng mà mình phải có học cái tập thanh. Ở trong cái lỗ thất bồ đề phần nó có cái môn tập pháp. Tập pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Cái người tu phải biết tập pháp. Nói chuyện bình thường, cái người bạn nào đó nói chuyện bình thường với mình mà nói chuyện mà một là vô thưởng vô phạt, không vui mà cũng không buồn, thì còn nghe sơ sơ ít câu. Còn nếu mà nghe mà họ hà cái hơi ra, cái hơi đó là nó bắt đầu là nó đem tới cái buồn bực, cái ưu bi phiền muộn cho mình đó, là kính gì dẫn chi, nghĩa là cắt đứt ngay. Còn nói chuyện là giảng la thù tạc mà nó có được lợi ích đó, nó sắc cánh cho mình trên con đường đó là đạo lý, mở mang trí tuệ đi trên con đường đạo lý, thì người đó mới gọi là bạn lành, mới có thể nói chuyện đàm đạo mà chơi một hai khi, chứ cũng không cần thiết lắm. Bởi vì trong khi mình nghe đó mà, mình nghe nhiều cái chuyện phần nhiều là nó đem lại cái bực bội, cái bất an, cái bất ổn nhiều hơn là cái vui vẻ. Tôi nói rồi, trong đại chúng để ý mà coi, giảng lai thù tạc nhiều nó đem lại cái bực bội nhiều, cái buồn phiền nhiều, mình phải suy nghĩ có những cái mà không đáng suy nghĩ. Lẽ ra mình không có cái đó, nhưng mà tại vì mình chơi với những người bạn không lành,
người bạn không tốt, người bạn không biết tu tập, không biết giác ngộ giải thoát là gì. Thành ra là gần gũi chơi với họ là nói toàn là, một là chuyện bá láp, cái bằng vô thưởng vô hoặc vô phạt, hai là cái chuyện mà đem tới sự biền buồn phiền bực bội không vừa ý cho nhau, hoặc là nói chuyện thi phi của người khác. Cho nên là những người bạn như vậy là không nên, không nên giao du nhiều đâu. Người tu hành là phải như vậy. Do vậy cho nên là trong khi mà bất trụ thanh đó mà nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà có thể nghe tất cả, nhưng mà nghe mà nó cái xu hướng mà nó đưa tới điều nào ưu tư là cắt ngay. Bởi vì cái ăn của mình á, mỗi ngày mình ăn mà để bồi dưỡng, trưởng dưỡng thân tâm của mình đó, mình ăn qua sáu ngõ, nó bồi dưỡng qua sáu ngõ. Mà nếu mà sáu cái con đường mà để mình ăn cho bồi dưỡng đó, mà nếu mình ăn nhầm vật độc, ăn nhầm vào độc tố thì nó đem lại cái tai hại, do qua cái ngã mà mình đưa cái thức ăn đó vào. Ăn qua sáu ngã đó là cái ăn bình thường của mình đó, mình ăn bằng miệng, ta gọi là đoàn thực, ăn từng ngoạm, từng ngốn, từng miếng và, từng vắt, từng cái bánh, từng trái cây, ta gọi là đoàn thực. Còn mình ăn qua con mắt ha, ăn bằng miệng là đoàn thực đó. Nếu mà ăn đồ bổ thì nó dinh dưỡng cơ thể, mà ăn đồ độc là nó phá bụng rồi, nó tắt, nó hoành hành, thậm chí chết người đấy, trúng độc là nó chết người đó. Rồi ăn qua con mắt, con mắt mà nếu mà mình thấy những cái hình ảnh, những cái đối tượng thấy mà nó không trong sạch, nó không lành mạnh, thì giống như là mình ăn độc tố qua ngã con mắt vậy. Còn nếu như mà con mắt của mình thấy những cái môi trường, những cái hoàn cảnh mà có thánh thiện, nó đem lại sự an lành giải thoát, chẳng hạn như cảnh chùa chiền tĩnh mịch, tăng ni trang nghiêm thanh tịnh tu hành, thì nó làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng ra. Ngược lại, gặp những cái cảnh mà chướng tai gai mắt, mình không vừa lòng thích ý, thì giống như mình ăn phải độc tố qua ngã con mắt vậy. Lỗ tai cũng vậy, nghe những cái điều mà không bằng lòng, không vui vẻ, sinh ra đau khổ, thì giống như ăn độc tố qua cái ngã của lỗ tai vậy. Cho nên bất ân trụ sắc, bất ân trụ thanh, hương vị xúc pháp cũng như vậy, nó ăn qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý, sáu cái đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đều là những thức ăn có thể sinh ra chất dinh dưỡng, bổ dưỡng cho con người trên đường giải thoát giác ngộ, mà cũng có thể sinh ra độc tố để làm cho con người tu hành không được cái an nhàn, cái lợi lạc nào hết, mà sinh ra đau khổ mà thôi. Do vậy cho nên là tu hành còn bố thí thì bằng bố thí cả căn và tầng, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc tánh, vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nghĩa là mình làm thế nào mà gọi là đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần. Như có lần tôi nói ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, mà kiếm lợi kiếm danh như nhãn trung trước tiết, coi như là căn trần mình phải cắt đứt đi. Bố thí như vậy đó mới gọi là bố thí ba la mật đó nha. Chứ còn bố thí của mình mà cho chút đỉnh tiền bạc gì, ít quần áo, ít cơm ăn này kia đó, mà còn nhớ hả? Rồi còn quay phim, rồi còn chụp hình, rồi còn đi trình diễn chỗ này chỗ kia đó, cái đó gọi là tu phước như vậy đó. Có chứ không phải là không, nhưng mà là nhỏ xíu, phước nhỏ xíu, không ai làm gì hết. Mà tu phước là phải bố thí cho tới cả căn và tầng. Làm việc bố thí mà không có chấp mắt, không có trụ,
Còn cái cách mà trụ phước bố thí đây nè, cái bài này hay lắm. Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất động. Tụ tôn bố thí sầm thiên phước, do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý. Tranh tợ vô vi Phật tướng môn, nhất chiêu trực nhập như lai địa. Chính đạo ca của Quỳnh Giác. Giác là hết. Chúng ta chỉ cần giác, chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ, đừng mê, khỏi cần đặt cái vấn đề tu với chúng. Bởi vì trên cuộc đời này mà nói về cái pháp tu chứng thì là nhiều lắm, pháp hữu quy nhiều lắm, kể sao cùng. Tu cái gì bây giờ? Vô lượng pháp môn mà mình biết tu cái nào mà gọi là ưu việt, cái nào gọi là không ưu việt. Mà ở đó mà lựa mà chọn, mệt lắm, không cần thiết như vậy. Mà cái bậc bình đại thừa, tối thượng thừa, giác là hết, khỏi cần đặt vấn đề tu với chúng. Bởi vì pháp hữu vi nhiều lắm, kể sao tôi cùng. Còn nói về làm việc bố thí ra lần chấp phước sanh thiên, khi phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Cho nên nếu mình không khéo, mình làm cái việc bố thí như tôi nói nãy giờ đó, mình làm việc cả tài thí, pháp thí, vô quý thí ha, mà mình còn trụ tố, mình còn chấp, thì cái phước nó chỉ sanh thiên thôi. Mà sanh thiên này, chú ý cái chữ sanh thiên này nè, không bao giờ được hiểu rằng sanh thiên là mình sanh lên trên mây, trên trời, dầu là mây trắng hay mây đen hay mây xanh vậy đó. Không phải sanh thiên là vậy đâu. Sanh thiên đây là nó đem lại cái sự an lạc, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát của cho mình. Nó vượt hơn cái người mà tu tam quy ngũ giới. Cái người tu tam quy ngũ giới nó có cái phước báo, nó vượt hơn cái người không hề biết tam quy ngũ giới là gì. Còn cái người tu tam quy ngũ giới là cái người phước báo sanh về nhân đạo. Còn cái người mà gọi là phước báo sanh thiên là cái người đó tu thập thiện nghiệp đạo, thì họ sẽ hưởng được cái phước báo an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng hơn cái người tu tam quy ngũ giới. Thế thì phước báo đó gọi là phước báo sanh thiên. Cho nên khi nào mà mình làm được cái việc mà thật sự mình làm bố thí như thường thường người ta quan niệm đó, mình bố thí cho người ta về tiền tài, về thuốc men, về vật thực, về cơm áo gạo tiền, để cứu ngặt, cứu nghèo, cứu khổ cho người ta trong giai đoạn nào đó. Mình làm được việc đó, nếu mình làm được việc đó, thì chắc chắn là cái người mà làm cái việc bố thí đó có sự an lạc trong lòng. Lời Phật dạy thì không có sai, dứt khoát là có an lạc trong lòng. Trong ngày đó mà làm được cái việc bố thí thì có an lạc trong lòng. Mà sự an lạc trong lòng đó, sự bình an, sự hạnh phúc đó gọi là phước báo sanh thiên là vậy. Nó nhẹ nhàng hơn người bình thường nhiều lắm. Cái người bình thường mà sang tham mà tật đó là keo xẻng, là bún xính nè, thì cái người đó nghĩa là cái tâm hồn họ thường thường là rây rứt và bực bội và đau khổ và ở trong cái tham lam đó mà. Thành ra là cái đời sống không bao giờ nó có sự nhẹ nhàng. Ngược lại cái người mà làm được cái việc bố thí, nội tài ngoại tài, pháp thí vô thí, người đó có cái phước báo an lành hơn những người không biết làm việc bố thí. Điều đó là có. Cho nên ta gọi là phước báo sanh thiên. Bố thí mà còn chấp thì phước báo sanh thiên. Mà sanh thiên rồi, khi phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Có nghĩa là nếu mà mình mà bố thí mà mình còn chấp á, thì là mình chỉ được an vui trong ngày đó, hoặc là trong 2-3 ngày mà mình là mình
mình chuẩn bị mình làm cái việc bố thí thì mình an vui trong 2-3 ngày đó, hoặc là mình chở từng xe này xe kia mình đi bố thí trong một tuần lễ thì mình an lành, an nhẹ nhàng trong tuần lễ đó. Trong tuần lễ đó tâm hồn của mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó vui vì thấy rằng mình làm được cái sự lợi mình, lợi người, lợi cho chúng sanh đang đau khổ. Thế thì là mình an lành lắm trong vòng những ngày mà mình làm việc đó. Nhưng mà cái phước báo sinh thiên không có gì bảo đảm chắc ăn hết, cho nên Phật không khuyên người đệ tử Phật mà cầu sanh phước báo sinh thiên. À, bởi vì phước báo sinh thiên nó còn luân hồi. Từ phước báo của trời đó có thể nó làm cho mình trở thành ngạ quỷ, trở thành súc sanh, thậm chí nó trở thành địa ngục được. Tôi nói ví dụ như giờ là trong vòng một tuần lễ là mình lo quà cáp để vật thực để mình đi bố thí trong vòng tuần ha. Thế là qua tuần lễ đó rồi mình trở về nhà đó thì cái nhà của mình đó, mình bị thất thoát hết bao nhiêu triệu bạc, hoặc là có những người nào đó họ làm, họ ăn cắp hoặc là họ làm hư hỏng của mình là bao nhiêu triệu bạc. Nếu sự nghiệp mình lớn họ làm thất thoát cả bạc tỷ, hoặc vợ hoặc chồng ở nhà, hoặc chồng đi ăn nhậu, hoặc vợ ở nhà đi đánh bài hốt hụi, người ta giật hụi ha, thua bạc tỷ. Thế là về bắt đầu đau khổ trở lại, nó luân hồi, nó đọa trở lại, nghĩa là nó đau khổ vì tiền tài. Tiền tài mình cho ta mới mình vừa an lạc đó, trong vòng tuần lễ đó, bây giờ đau khổ cũng chỉ vì tiền tài nó đau khổ trở lại. Mà nếu mà ông chồng hay bà vợ mà làm thất thoát nhiều quá, là nợ nần nhiều quá, là có thể tự tử chết luôn. Đấy, thế là khi phước hết thì nó sinh lại cuộc đời không như ý là vậy đó. Cho nên bố thí mà không phải ba la mật là vậy đó. Nó chỉ vui được một cái giai đoạn, vui được những giờ phút, những ngày mà mình làm việc bố thí. Mà qua những ngày đó rồi có thể là mình trở lại sân si phẫn hận hàng đủ thứ, thậm chí là đau đớn cùng cực, sân hận cùng cực, tức là nó rơi vào cái cảnh của đau khổ như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh, mà trong đạo Phật gọi đó là nó sơ dần, nó luân hồi đó. Vì vậy cho nên bố thí mà không có ba la mật á, mà mình còn nắm tiền tài sự nghiệp á, cái lòng mình mà chưa rời được lục trần sắc thanh hương vị xuất pháp, tiền tài danh vọng địa vị ha, thì cái phước hết nó rơi lại cuộc đời không như ý, vì mình bố thí chưa có ba la mật. Do vậy cho nên là tu lục ba la mật là bố thí, là phải bố thí ba la mật, mà bố thí cả lục căn và cả lục trần mới là thành Phật được. Còn bố thí như tôi nói nãy là dầu đã bỏ ra bạc triệu hoặc trăm triệu hoặc bạc tỷ mà mình còn thấy tài thí là mình, pháp thí là cái người thọ thí và tiền của ha, mình còn tu trong cái tiền tài, cái vật chất, cái sự nghiệp, cái của thí đó mà mình chưa rời nó được ha, thì mình có phải bị rơi lại cuộc đời không vậy? Như tên bắn xé hư không bay vút, xích mỏng rồi tên rớt biết về đâu. Làm như bố thí mà mình chấp đó mà mình không thành tựu được ba la mật cái mà, thì giống như là mũi tên mình bắn lên cao rồi, lên cao lên tới phước báo của trời rồi cái gì, mà hết sức mũi tên nó đi hết sức của nó rồi, nó rớt, không ai làm sao mà biết mũi tên đó cầm lái cho nó rớt ngay chỗ nào mình muốn được hết. Như tên bắn sơ không bài bút sức bỏ rồi tên rớt mới giết về đâu. Qua cái cơm làm việc bố thí của mình rồi, mình trở lại đau khổ, không biết là mình đau khổ ngang bằng với địa ngục hay là ngạ quỷ súc sanh gì đây. Đau khổ cỡ nào mình không biết được, mình không làm chủ được cái tâm của mình. Sao bằng ta thẳng tiến Phật tướng môn? Phật tướng là vô tướng. Thẳng tiến Phật tướng môn đi vào cái cửa vô tướng của đạo Phật là không vô tướng vô tác đó ha. Tức là bố thí cả lục căn lục trần, cả lục thức, đó là người thẳng tiến Phật tướng môn, nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật, không còn cái nguyên nhân nào để cho mình đau khổ trở lại. Bố thí mà bố thí cả
đóng bít cả lục căn, cắt đứt cả lục trần, lục thức không có tương quan ha. Thế thì cái người đó là coi như là nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật, vì cái nguyên nhân đau khổ để trở lại luân hồi trong trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, không còn nguyên nhân tái diễn trong 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 tâm trí của con người đó, thì cái nguyên nhân đau khổ người đó không còn nữa, tức là nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Cho nên cái tu phước mà đúng nghĩa của tu phước để mà thành Phật á, là phải tu phước cái kiểu là bố thí đó. Còn bố thí cái việc của chúng ta làm đó thì là mới tập sự bố thí mà thôi. Vì vậy cho nên là cái nhiệm vụ của các thầy, các sư, các hòa thượng, các ni trưởng, ni sư á, phải tập cho cái người Phật tử bố thí mình đừng bao giờ mà còn ôm cái bản ngã của mình kè kè bên hông. Phải tập cho người ta bố thí rồi hãy đưa ra rồi là phải quên đi, thì mình mới đào tạo cho người ta một cái người mà bố thí có an lành thật sự đó. Cho bố thí mà ôm cái tâm ngã mạn cống cao, coi mình như là một người, một vị ban ơn giáng phước cho tất cả nhân loại ha, tội nghiệp lắm, làm uổng công. Dù là kiếm tiền kiếm bạc thật nhiều, làm việc bố thí như vậy là uổng công mà vô ích, vì người đó không hề có giải thoát, có giác ngộ, có an lành gì hết. Người đó chỉ chết với cái hư danh, với cái đau khổ trần trọc lo âu để mà kiếm cái hư danh. Cho nên để ý, phải đào tạo người đệ tử phải học Bát Nhã, phải hành Bát Nhã, phải bố thí theo ba la mật, gọi là bố thí ba la mật. Cho nên là tôi nói cái này nè, tôi nói các vị khó tin lắm, các vị khó tin lắm. Ai cúng tiền ủng hộ tiền tôi, tôi ủng hộ bao nhiêu là ủng hộ. Tôi không có đặt cái vấn đề là tôi nhìn cái tiền của người này bao nhiêu, của người kia bao nhiêu, để rồi tôi trọng cái người cúng nhiều tiền mà tôi xem thường người cúng ít tiền, không có. Và thậm chí mà những người mà ủng hộ tiền cho tôi nó không cần lấy tên tuổi gì hết, đem là để nó vậy, là gọi là cúng thầy đem để nó vậy đó. Mà tôi thì cũng không có để viên của người nào hết đâu, để là ta để nó vậy là tôi nhận vậy, không cần biết ai nhiều ai ít. Đó là cái cách của tôi tập như vậy, mà cũng có thành tựu được một số. Ta cúng rồi không sao, ta không đòi, không đòi ghi chữ, ghi nghĩa, ghi tên, ghi tuổi gì hết. Nhưng mà có những lúc rồi tôi cũng phải ghi, phải ghi là gì á. Tôi nói ví dụ là có ông Chánh Thiện hôm qua về, ông gửi bên Mỹ, tôi gửi về cho tôi, tôi cúng gửi về 200, họ cúng cho tôi 100, rồi còn 100 là cúng cho tăng chúng cái hạ chùa Vĩnh Nghiêm. Thì tôi đem cái 100 đó tôi đưa qua chùa Vĩnh Nghiêm rồi á, thì trong cái ban lãnh chúng bệnh á, tôi nói thôi thì nhận 100 đi khỏi. Phật tử cái kiểu của tôi nào giờ là không có chữ nghĩa gì hết, nên nó khỏi. Nhưng mà sau đó mấy tiếng hồi sau rồi tôi mới nghiệm, riêng về phần tôi á thì khỏi cần thầy trò tôi, thì khỏi cần chữ nghĩa rồi. Nhưng mà phần tôi chuyển lại đó, tôi phải đòi cái giấy. Sau đó một buổi sau rồi tôi nhờ viết cho tôi cái giấy rằng chùa Vĩnh Nghiêm có nhận Phật tử ở bên Mỹ gửi 100 đô cúng cho tăng chúng trong chùa, để tôi lấy cái đó. Lấy cái đó để chi? Dù tôi có gửi học trò tôi hay không gửi, chùa người ta yên tâm rằng là bên kia người ta chuyển 100, cái biên nhận người ta giúp người ta nhận 100, người ta khỏi nghi ngờ rằng biết đâu á người ta gửi 500 mà thầy Từ Thông ông chuyển có 100. Do vậy cho nên ông không dám lấy biên nhận. À, người ta có quyền nghi như vậy. Từ chỗ đó cho nên tôi mới yêu cầu, qua ngày sau rồi tôi yêu cầu viết cho tôi cái biên nhận, để chứng tỏ rằng tôi chịu trách nhiệm rằng tôi đã đưa 100, chứ không phải là còn có tâm nào khác hơn nữa. Cho nên có lúc mình cũng phải viết chữ, là mình làm cho người ta đừng có nghi ngờ lẫn nhau. Đó là cái bảo tính, để đảm bảo cái đức tin, đừng người ta đừng nghi ngờ nhìn lẫn nhau mà người ta có thể có sinh ra tội lỗi cho người ta. Chứ đâu chừng á người ta gửi 500 mà ông thầy Từ Thông cũng đưa có 100 mà.
Vì ông đưa 100 cho nên ông đâu cần chữ nghĩa gì, ông giấu 400 thì sao? Do đó cho nên là mình phải lấy cái giấy đàng hoàng rằng người ta nhận có 100 thôi, còn mình cũng đưa cho người ta 100 đàng hoàng. À, ý là vậy chứ cũng phải là, không phải là để kể công kể lao để chú nguyện vậy. Không có chú nguyện. Chú nguyện đối tôi là không bao giờ tôi chú nguyện được. Cúng thì cúng, không cúng thì thôi, chứ tôi không có chú nguyện được. Tôi dạy cho tu mà hưởng phước, nghe kinh đó là nghe lời Phật, chứ ta không có chú nguyện gì hết. Nhưng mà đều phàm phu, cũng phải nói một câu. Tôi mới nghe bên Mỹ rồi nó cái người Á Đông của mình nó có cái khuyết, mà trong đó chẳng hạn như người ta nói người Việt Nam mình ít có quan tâm, mà trong khi đó bên Âu Châu, bên Mỹ họ rất là quan tâm. Họ sinh con ra hồi nhỏ xíu là làm nhất nhất là cho nó miếng bánh, là luôn luôn là phải nói thank you, phải nói cảm ơn liền à. Rồi là gặp nhau chào gì đó chút xíu gì đó cũng xin lỗi, I'm sorry, thank you ha, tôi xin lỗi ha, xin lỗi và cảm ơn là cái tiếng đầu môi chất lưỡi của người ta đào tạo từ cái hồi mới biết nói học bè. Còn người Việt Nam mình ít có sử dụng cái đó, cha mẹ ít có dạy cái đó, cho nên là cái cách mà xã giao á, người ta bình luận vậy đó mà, thì nó kém cái vẻ lịch sự. Thì tôi nghe cái đó cũng có cái hay. Thiệt ra thì cái cảm ơn đó, có khi người ta cảm ơn bằng đầu môi thoát lưỡi thì sự cảm ơn đó cũng chẳng có cái giá trị gì lắm đâu. Nhưng mà dầu sao đi nữa, đi guốc và đạp chân ta cũng là xin lỗi, xin lỗi ông, xin lỗi bà ha. Rồi thì I'm sorry thì kia vậy, tôi ân hận này kia, tôi không muốn làm vậy. Còn mình đây đạp chân ta là cái nhướng mắt lên đạp chân ta là nhướng mắt lên à, không có nói câu xin lỗi, không có nói lời gì hết á. Do vậy cho nên là khi mà tôi nhận vậy thì tôi cũng nhất chỉ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã nhận được cái số vậy ha, nhất chỉ cảm ơn mình. Nhưng mà nói thiệt mà nói á, viết thì phải ráng mà viết, chứ còn là đối với cái đạo giải thoát của mình học, mình nói cái chữ đó mình cũng không muốn nữa đó nha, không muốn nói nữa nè, nó thành là cái I'm sorry, thành đó là xin lỗi, là cảm ơn, rồi nó cái tiếng đầu môi chót lưỡi như ngoại quốc đó thì nghe là lịch sự đó. Nhưng mà vấn đề trong nội tâm có nhiều khi nó không có, nó không có thiệt. Tuy nhiên là dầu sao nữa, nghe bên ngoài nó cũng có cái vẻ nhẹ nhàng đẹp đẽ một chút. Vì vậy mà tôi cũng phải dùng cái chữ thầy cảm ơn Phật tử, vài chữ vậy thôi, là chủ yếu là đào tạo cho giữa thầy và trò phải tập thực hành bát nhã ba la mật, bố thí, năng thí, sở thí và cái vật bị thí phải quên nó đi. Học đạo như vậy mới là tốt. Rồi bây giờ cái món thứ hai để tôi nói tiếp để cái kết luận nãy đó chứ. Bố thí mà mình tụ tướng đó là giống như cái tên mình bắn lên rồi là nó cái sức nó đi hết rồi đó ha, nó rớt không có kềm chế được. Thành ra cái phước mà sanh thiên có nghĩa là mình còn tụ tướng đó mà, sau đó mình có thể sanh lại, khởi đợi cái niệm hoặc tham hoặc sân hoặc si hoặc mạng ha, thế là mình coi như luân hồi trở lại cái đau khổ của kiếp con người bình thường mà chưa có giải thoát được. Vì vậy cho nên nhảy một nhảy đến ngay dùng đất Phật, tức là phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là chúng vô, là không có gì, năng thí, sở thí, vật bị thí, gọi là tam luân không tịch. Thì cái bố thí đó đó, tu phước đó đó mới là cái nhân để thành vô thượng bồ đề được. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh thì tâm, nên sanh cái tâm vô sở trụ. Phải bố thí như vậy, đó là bố thí để mà thành tựu lục ba la mật để thành Phật đó.
Bây giờ cái thứ hai là trì giới. Trì giới cũng gọi là tu phước đó nha, chứ không phải tu cái gì ghê gớm. Mà học cái trì giới thì là nên để ý cái này. Trì giới là những cái điều răn cấm mà Đức Phật chế ra nhằm xây dựng, cải thiện, làm cho con người một cái rào, một cái hàng rào bao bọc xung quanh, để tránh những cái sự bức bách, sự đau khổ, sự hành hạ của cái thân. Nếu mà người mà không trì giới, không giữ giới, thì cái thân của mình đó mà, về thân, bởi vì mình tu có hai phần, một là về thân, hai là về tâm. Nếu mình không giữ giới là cái thân của mình nó bị nhiều cái khổ lụy, buồn bực, ê chề, sai phạm đủ thứ ở trong đời, và cũng như là đủ thứ ở trong cái đạo lý. Vì lẽ ngăn ngừa cái sự sai trái, sự tội lỗi, nguyên nhân đau khổ của thân mà Phật chế ra giới. Thế thì cái người mà giữ giới là cốt là để an lạc, yên ổn, nhẹ nhàng, thanh thoát cho cái đời sống của bản thân mình, chứ không phải là giữ giới cho Phật, cho Bồ Tát được nhờ cậy cái gì hết. Do vậy cho nên là giữ giới thì là đem lại sự an lạc cho mình, chứ không phải cho Phật, cho Bồ Tát, cho hiền thánh nào hết phải. Và phạm giới Phật cũng không có bắt tội. Tôi nói câu đó là tôi biết là người ta nghe ta nhảy nhóm hết rồi. Phạm giới Phật cũng không có bắt tội, cũng chẳng có hiền thánh nào bắt tội hết phải. Cho nên đừng có sợ, mà phải sợ, sợ cho cái đời sống của mình, cho bản thân của mình. Nó sẽ đau khổ, nó sẽ tác hại cho bản thân mình, chứ không phải là Phật Bồ Tát gì bắt tội mà bắt buộc mình phải giữ giới. Không, mà mình giữ giới là nó có lợi cho thân, cho bản thân mình. Tôi nói cái chỗ này là đại chúng để ý rồi nè. Bây giờ thì các vị phải nhớ cái chữ địa ngục, cái chữ mà gọi là phá giới là đọa địa ngục. Hồi đó tôi học mà tôi thắc mắc bao nhiêu chục năm trời, tôi giải quyết không được. Mà tôi tin rằng bây giờ cũng chưa có ai giải quyết được, trừ tôi ra. Tôi nói thẳng như thế. Kinh Tải bảo lên ngôn tỳ kheo ni, tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục, phi sắc phi thâu, vô hữu tội báo, tội cảm thân, xuất mạnh quả, sanh hạm địa ngục. Câu đó các cô biết rồi. Cho rằng là dâm dục là không phải giết hại, không phải trộm cướp, ha? Cho nên tự riêng mình làm những cái chuyện phạm cái giới dâm dục, tự mình phạm thôi. Vì lập luận rằng nó không phải là giết, không phải là hại, cho nên không có tội báo. Tự mình phạm cái giới đó. Thì trong kinh nói rằng tội cảm thân xúc mạnh quả sanh hạm địa ngục. Nghe tức khắc là con người nó phát ra lửa, phát ra là mạnh quả, tức là lửa, thứ lửa phừng phực bừng cháy ha, để làm cho cái vị Bảo Liên Hương đó đó vào địa ngục. Tôi mới suy nghĩ hoài, trời đất ơi, sao mà người ta đang dày đây cái rồi người ta phạm giới, cái rồi đọa, cái rồi nó rớt vô cái địa ngục, và cái bằng lửa giữ lửa cháy đó, làm sao tin được việc đó? Mà nếu như mà tin được việc đó thì trên thế gian này hiện giờ cũng có những người là thỉnh thoảng cũng có người phạm vậy, là cũng có tự nhiên là đất nứt là lửa cháy gì đó nó đốt người ta chứ. Hiểu như vậy mình đòi cái kiểu đó, cái kiểu trừng phạt đó không có phải đâu, không đúng, kinh điển nói vậy. Mà bây giờ tôi nói các con học cái chữ địa ngục này nè. Chữ địa ngục á, cái tiếng Phạn là Na Lạc Ca, Na Lạc Ca, cái ta dịch là địa ngục. Địa là tâm địa, mà ngục quá là cái một cái phạm vi nào đó nó ràng buộc, nó trói buộc cái tâm của mình,
tức là cái tâm của mình nó không còn được tự do, không còn được thông thoát, được nhẹ nhàng nữa, mà nó sinh ra một cái thứ đau khổ. Đau khổ vừa vừa thì như đau khổ của ngạ quỷ, đau khổ một cách bẩn thỉu là như cái đau khổ của súc sanh, còn đau khổ một cách nghĩa là cực kỳ đau khổ là gọi là địa ngục. Thế thì địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đó là ở trong cái sống của con người. Cho nên cái chữ địa ngục ta dịch là khả yểm, một nghĩa nha, khả yểm. Rồi bất lạc. Khả yểm là một cái cảnh giới, một cái tâm trạng đáng nhàm chán, đáng gớm ghiếc vô cùng. Đó là nghĩa thứ nhất là khả yểm. Nghĩa thứ hai là bất lạc. Địa ngục là gì? Là cái người đó ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái tâm trạng không hề có một sự an vui nào. Nó rây rứt, nó hành hạ lương tâm mình, không hề có một sự thoải mái an vui nào. Bất lạc, đó là nghĩa thứ hai của nghĩa địa ngục. Nghĩa thứ ba là khổ khí. Nghĩa là nếu mà mình làm sai phạm mà mình không giữ gìn những cái điều mà răng cấm cho cái thân của mình, tâm mình nó thanh tịnh á, thì cái sự đau khổ cùng cực của mình giống như là bị hành hạ, bị đánh đập, bị tra tấn dài dài trong cuộc sống, không có lúc nào nhẹ nhàng an ổn được. Khổ cụ, khổ khí, khổ cụ. Rồi vô. Vô là những cái tâm trạng của cái người mà chấp không, chấp ngoan không. Cái người mà chấp ngoan không là cũng là một người đang sống trong cái tâm trạng địa ngục. Rồi hữu là cái người chấp có. Chấp có mà chấp sai lầm với cái chân lý, với sự thật, thì cái người chấp có cũng là một người đang khổ sở. Là tâm trạng của người đó là tâm trạng người địa ngục. Thế thì là cái nghĩa mà vô và hữu đó, thì Quyền Giác Thiền Sư nói là quát đã không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu quả ươm, khí hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả. Kẻ thiện trí là chấp trên đời này là không có gì hết, hù khờ thay cho một cái sự hiểu biết đáng thương. Kẻ chấp có sẽ khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa, tránh lửa cháy ha, mà đâm đầu chạy nhảy dưới sông. Khỏi chết nóng, chết lạnh cũng là một cách chết. Thành ra cái người mà chấp có là sẽ khổ đau vì có, bởi vì cuộc đời này thật sự không có, nó không có thật. Nó có nhưng mà nó rất giả. Vì giả cho nên có muốn nắm bắt, có muốn lấy nó, muốn giữ gìn nó, cũng không giữ gìn được cái gì. Cho nên người chấp có sẽ khổ đau vì có. Còn kẻ chấp không để tìm cái quan không, phủ nhận hết cái có trong cuộc đời này mà để tìm một cái không nào đó, cái bồ đề niết bàn ở đâu xa xăm nào đó, không bao giờ có cái đó. Cho nên người chấp không cũng đau khổ bởi không. Tránh lửa thiên, tránh cái lửa cháy ha, mà đâm đầu chạy nhảy xong, tức là bỏ cái có đi tìm cái không, hoặc là bỏ cái không đi tìm cái có, thì đó là tránh, giống như tránh lửa mà chạy nhảy xong mà. Thì không chết nóng thì chết lạnh, mà chết lạnh cũng là một cách chết, giống như người kia chết nóng vậy thôi, chứ chẳng hơn kém gì. Cho nên là cái địa ngục nó có là khả yểm nè, khả cụ nè, bất lạc nè, là vô nè, hữu nè.
Thành ra nên hiểu rằng là chúng ta đang ngồi trên cõi đời này, sống trên cõi đời này nè, mà có những lúc chúng ta đọa địa ngục mà chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta đòi cái địa ngục đó đâu phải ở trong lòng đất, hay là chết rồi mới đòi địa ngục. Ta đòi cái đó không phải vậy. Mà đối với đạo Phật á, chúng ta đang sống như vậy mà chúng ta vẫn sống trong địa ngục, là vì nó đầy đủ cái nghĩa khả yếm nè, khả cụ nè, bất lạc nè, vô nè, hữu nè, khổ khí nè. Cái chữ địa ngục không có nghĩa là ở trong lòng đất, cũng không có ở trong rừng rậm núi quang, hay là trên mây trên trời gì hết, mà nó có những cái nghĩa đó: khả yếm, khả cụ, bất lạc, vô, hữu. Do vậy cho nên cái người mà giữ giới trong nguyên ngũ giới mà giữ giới trọn vẹn, người đó có an vui thật sự, người Phật tử tại gia. Người xuất gia sa di mà giữ 10 giới tốt, thầy sa di đó, vị sa di ni đó có an lành thật sự. Như tỳ kheo mà giữ giới tốt, như tỳ kheo đó có an lành thật sự. Không có Phật mà đã nghiên cứu rồi chế ra rồi, do một bậc đấng vô thượng chánh đẳng giác mà chế ra, không có ngoa đâu. Thật sự lắm, nhẹ nhàng lắm, an lành lắm. Và có niết bàn trên cõi đời này, sống niết bàn trên cõi đời này. Nhưng mà nếu mà mình phạm á mà, rồi tự mình nó hành hạ lấy mình, tội cảm thân xúc mãnh quả sanh hãm địa ngục, tự mình quỷ giới là tự nhiên là đầu óc mình, là thân tâm mình nó bức rứt, nó đau khổ nè, nó bừng cháy nè, nó thấy nó thiếu thốn nè, nó thèm thuồng nè, nó dục vọng nè, nó làm mất đi cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, sự niết bàn của mình hiện có. Gọi đó là tội cảm thân xúc mãnh quả sanh hãm địa ngục. Ngay bản thân mình nó bưng ra một cái thứ lửa, mà lửa đây ta gọi là lửa dâm dục ha. Nó bưng ra cái thứ lửa đó, rồi tự nó tác động, nó quanh hành. Mà cái đó đó Phật gọi là đọa địa ngục là vậy đó. Là vì cái đó nó đau khổ lắm rồi, nhưng mà tại mình không biết, tại mình đòi cái khổ nữa mình mới gọi là địa ngục, chứ cái khổ cỡ đó mình chưa chịu, nó khổ vậy đó. Cho tới năm nay tôi gần chết rồi, nghiên cứu mấy mươi năm trời tôi mới thấy rõ chỗ đó, và tôi mới giải quyết được cái câu kinh đó, cái câu luật sa di đó, cái câu trong kinh Lăng Nghiêm đó. Nói cái sự tác động với cái tâm hồn phá giới ha, là tự nó sinh ra một cái thứ lửa, một thứ lửa đó nghĩa là đối với đạo Phật là nó không có. Người đó phải được an lành, phải được thanh lương. Cái giới ta dịch là thanh lương, đặc biệt giải thoát là thanh lương, là nó làm cho con người mát mẻ, nhẹ nhàng, nghĩa là khinh an, tự tại lắm. Nhưng mà đây mà khi mà khởi cái niệm mà phá cái giới đó rồi là nó mất đi cái sự thanh lương, tức là nó sinh ra một thứ nóng nảy, bồn chồn, bực bội, thèm thuồng, trông đợi, bấn loạn, không còn trí tuệ nữa. Đó là tội cảm thân sức mạnh quả sanh hàm địa ngục, rất rõ ràng. Hồi nhỏ tại vì mình đòi, thầy giáo không có nói, để cho mình đòi hỏi cái địa ngục có nghĩa là nếu là nó phải nứt đất ra, rồi nó phải lọt cái người đó dưới, rồi phải người đó lửa cháy bừng bừng thì mình mới chịu, mình mới gọi là đợi địa ngục, mình mới giữ ý. Chứ còn thật sự không phải Phật nói vậy, không có cái vụ địa ngục ở đâu trong lòng đất gì hết, mà chính người đó vẫn còn đi đứng đây, vẫn còn ở trong chúng đây mà vẫn đòi địa ngục. Người tu hành nó có sự thanh lương của nó, nhưng mà nếu cái dục vọng mà nó khởi lên bằng như người phàm phu đó là coi như là đã trở thành đọa địa ngục rồi. Mà người phàm phu mà có cái tâm trạng đó cũng gọi là đọa địa ngục. Thành ra giới là giữ là để cho cái thân mình an lành. Mà bây giờ trong đại chúng là thử nghiệm coi, ngày nào, tháng nào, thời gian nào mình giữ giới tốt, mình có một cái sự nhẹ nhàng, an lành lắm, mát mẻ lắm, mà người thường nhìn không có biết được, người ta cũng có thể biết phần nào.
mà mình còn một những cái mầu nhiệm an lành của mình người ta không biết được. Bởi vì trong giới thì nó có định, à, người giữ giới tốt là giữ giới thì nó có định, mà người có định thì là nó có đi kèm theo cái tuệ. Giới định tuệ là nó tác động nhau. Còn không có giới thì đồng thời nó không có định gì hết, không bao giờ có định. Mà không giới không định thì tuệ không bao giờ có. Thế thì sống đời sống nghĩa là ăn mặc ở ngủ đĩa hết cuộc đời lây lấp chết, làm đám ma là khóc lóc nhau vậy, kể lễ nhau vậy thôi chứ không có được cái gì hết. Do vậy cho nên là cái trì giới ba la mật đó nó làm cho con người ta gọi là thanh lương, sống mát mẻ an lành lắm. Dạy cái đó là dạy cho mình chứ không phải là cho trời Phật. Vì vậy cho nên cái người phạm giới không hề ai bắt tội, không hề có ai bắt tội, vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảnh, nghĩ tầng ma, kim nghịch phân minh, tu phẫu tích. Tội là chi, phước lại là chi, ta mang chi, hai cái gánh nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội, không có ai bắt hết. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, đa mang chi, sợ làm chi. Hai cái nhân tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Lương tâm mình hành hạ đó là mình đọa địa ngục, cũng lương tâm hành hạ cực độ ha. Rồi lương tâm mà nó hành hạ nó đọa ngạ quỷ, cũng là lương tâm nó hành hạ do cái mặt mà mình tham vọng quá, không bao giờ có thỏa mãn. Thế thì gọi là đọa về ngạ quỷ. Còn sống mà không có luân thường, không có đạo lý, không có tâm quy, không có ngũ giới, không cần lẽ phải, bất chấp cái sự phê phán đúng sai của con người, thế là nhân bất thông cổ kim, như mưu mã như cấm cứ. Người đó mặc dầu là đi đứng nằm ngồi ăn uống vậy mà giống như trâu ngựa mặc áo quần, gọi đó là đọa súc sanh. Cho nên là phải học cái chữ tam đồ là ngay trên cõi đời này, phải thấy cho được lúc nào mình sắp vào địa ngục, lúc nào mình sắp ra địa ngục, lúc nào mình chống chọi mình không chịu vào địa ngục là do mình giữ giới, tức là nó làm cho mình không chịu vào địa ngục, mình trở ra. Thành ra cái chữ trì giới ba la mật là Đức Phật vì đệ tử, vì tử đệ tương lai mà muốn cho cái thân của họ được an, được thanh thoát, được mát mẻ, được nhẹ nhàng. Chứ phạm giới không ai bắt, không ai bắt tội chúng ta hết. Mà lương tâm của chúng ta tự hành hà lấy, tự đốt cháy, tự rây rứt, tự làm cho mình đau khổ, đó là đọa tam đồ đó. Cho nên cái giải nghĩa cái câu đó mới giải nghĩa được. Tội cảm thông xuất mãnh quả sanh hãm địa ngục, nghĩa là vẫn đi đứng nằm ngồi trên mặt đất này nè mà người đó đọa địa ngục rồi đó. Bởi vì họ đau khổ bên trong ghê gớm lắm. Nó khác với cái người tu. Người tu ta có thanh lương, ta không có bị lửa dữ thiêu đốt. Còn đây mình bị lửa thiêu đốt là mình đọa rồi. Chứ còn đòi mà cho đất nứt rồi rớt xuống đó không có. Đòi cái đó không trúng. Không có ai làm cái việc đó để mà tri phạt ai. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Cho nên cái người mà trì giới ba la mật là cái người đó, Đức Phật muốn cho cái người đó có phước. Phước là gì? Là để cho cái thân của người đó không có ê chề, không có đau khổ, không có tráng chê, không có bị hành hạ, không có bị những sự ràng buộc. Gọi đó là cái người đó tu phước. Giữ giới là tu phước, bố thí là tu phước, bố thí ba la mật là tu phước, trì giới ba la mật là tu phước. Nhẫn nhục, cái độ thứ ba, trì giới là để nó độ phá giới. Những người phá giới là đau khổ tràn ngập. Bây giờ tôi nói thí dụ như một cái chuyện thế nè. Tôi nói ví dụ như giờ đời sống xã hội ha, bình thường nên 5 triệu người ở trên cái thành phố này. Mà nếu mà sống với một cái vai trò của một người công dân, đầy đủ bổn phận của một người công dân làm ăn lương thiện, thì ở thành phố này đẹp lắm đó chứ. Không có phạm luật hình sự, không phạm luật kinh doanh thương mại, nghĩa là mọi thứ mình chấp hành
hiến pháp và luật pháp tốt thì mình ở thành phố, thành phố mình đẹp lắm đó chứ. Đi ra là có xe có cộ, bệnh hoạn là có nhà thương, thuốc men đầy đủ, mở ra cái tiền thì đồ ăn và thực ở đâu cũng có. Vậy mà những cái người mà ở trong những cái đường dây xã hội đen thì những người đó các vị biết rồi đó, từ trước tới nay bao nhiêu những đường dây xã hội đen cuối cùng rồi xa lưới pháp luật. Và những cái người mà làm cán bộ công dân nhân viên chức, kể cả người lớn cấp cao nha, mà dướng dấp vào trong những cái đường dây xã hội đen đó đều bị đào thải hết. Thế là giống như là cái người cái bằng tội cảm thân xuất mãnh quả sanh hãm địa ngục cũng giống như vậy. 5 triệu người trên cái thành phố này rất an lành như vậy, mà có chừng 1-300 người đó dướng trong cái đường dây xã hội đen, xã hội đỏ đó ha, là sự sống bất an. Cái người mà phạm giới gọi là đọa địa ngục cũng y như vậy. Ở người đó nó có cuộc sống bất an. Cho nên trì giới là nó độ, để nó hóa giải những cái đau khổ của những người không trì giới. Cái độ thứ ba đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì người thường không thấy cái công dụng của nó, mà thật sự là nó tác hại ghê gớm nếu không nhẫn nhục. Và nó đem lại sự lợi ích rất là lớn nếu mình biết nhẫn nhục. Thì ở thế gian người ta gọi là nhu nhược trì thân chi bổn, mà can cường nhá họa chi nhân. À, cái người mà không bị ai đánh từ nhỏ tới lớn đó, là cái người mềm yếu. Cái người mà mềm yếu, cái người ôn hòa, cái người nhu nhuyễn là có thể từ nhỏ tới lớn không bị ai đánh. Còn những cái anh mà võ sư, võ nghệ giỏi ha, thì coi chừng không an toàn. Bằng cả mấy cái anh mà võ sư là lên đài rồi này kia thì là cả đời là đều bị đánh không biết bao nhiêu mà kể. Là căn cường đấy, là háo thắng đó. Còn những người mà không háo thắng, không căn cường, nhu nhiến bình thường, cả đời không có bị ai loi một loi nào hết. Quân tử như Điện Nhật Thủy, người quân tử làm lành như nước vậy. Nhu thắng càng, nhược thắng cường, nước nó mềm mà nó hơn cứng, yếu mà nó hơn mạnh. Thiệt nhu thường tại khẩu sĩ chích chỉ như can, cái lưỡi nó mềm cho nên nó ở trong miệng người ta cho tới 7, 8, 9, 10. Còn cái răng nó cứng lắm, nhưng mà nó gãi hồi 30, 40, 50, 60 là nó hết rồi. Do vậy cho nên là các cái bậc hiền thánh xuất thế gian như là Phật, hiền thánh thế gian như là Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đều thấy được việc đó và nói được cái việc đó. Cho nên là cái nhẫn nhục đó, nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi, rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái thù hận, từ nơi cái nhẫn nhục đó mà nó hóa giải, nó tự nó tiêu mất. Nhẫn cái thời chi khí, miễn ba nghịch chi ưu, nhịn trong một hơi thở mà khỏi cái hậu quả cả bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, cả đời mình. Thế gian đã nói cái công dụng nhẫn nhục đó, thánh nhân thế gian cũng đã thấy. Còn thiên tử bất nhẫn là quốc không phế, chư hầu bất nhẫn là tán kỳ su, phu phụ bất nhẫn là tình ý sơ, huynh đệ bất nhẫn là các phân cư. Anh em mà không nhịn là không ở chung trong nhà được, vợ chồng không nhịn là phải ly dị thôi. Vua mà không nhịn là cái nước sẽ không còn ai mà hợp tác với mình, quan quyền người ta bỏ, ta treo ấn, ta tự quan hết. Chư hầu bất nhẫn là giận dữ ha, cãi cọ với vua là vua nó giết. Do vậy cho nên là nhẫn là quan gia trái chủ thùng tử thận, cái công dụng của nhẫn nhục là lớn lắm. Cho nên là người tu hành phải nhẫn. Mà nhẫn nhục ba la mật là cái cách nhẫn kêu bằng nghĩa là, mà thường thường ở trong kinh ta nói dùng cái cách mà kêu bằng vi tần hữu thuyết.
Và tôi nói cái này mấy cô để ý nè, hồi đó tôi học kinh Kim Cang Bát Nhã mà nói chuyện mà Đức Phật hồi xưa tiền thân ngài có làm cái vị mà nhẫn nhục tiên nhân á, đi tu tu khổ hạnh mà tu canh nhẫn nhục á, là ông vua cắt lỗ tai hỏi ông còn tu nhẫn nhục không, nói dạ còn, tôi tu nhẫn nhục. Xẻo cái lỗ mũi hỏi ông tu nhẫn nhục phải không, tôi tu nhẫn nhục. Xẻo luôn lỗ tai bên phải bên tay hết, tôi tu nhẫn nhục. Chặt một cánh tay còn tu nhẫn nhục hết, tôi tu nhẫn nhục. Thế thì cái nhẫn nhục như thế gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nhưng mà đây nè, tôi nói cho biết cái cách nói đó là Phật nói gọi là điển hình, gọi là nói điển hình cụ thể về cái hạnh nhẫn nhục như vậy. Chứ còn nếu mà mình biết tu nhẫn nhục rồi thì chẳng ai cắt, chẳng ai xẻo, chẳng ai làm cái kiểu đó đâu. Nhưng mà Phật nói như vậy là để nhân điển hình cái trình độ nhẫn nhục đó là cực kỳ khó khăn như vậy mà vẫn nhẫn được. Thế thì là cái nhẫn như vậy á, trong đạo Phật ta gọi là sanh, có chia làm hai thứ, sanh nhẫn và pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn với người, giữa người và người ở trong xã hội mà nhẫn nhục được. Những cái chuyện là thị phi nhân ngã thân sơ bỉ thử ha, nhẫn nhục được giữa người và người, đó gọi là sanh nhẫn. Còn như chúng ta mà đây là tôi nói ví dụ như mình ở chung ở trong một chúng vậy đây là cỡ hơn trăm người vậy đây, mà nếu mà không có cái đức nhẫn nhục á hả, là đau khổ suốt. Gọi là cái khả an cư để mà trao dồi giới hạnh, để mà trưởng dưỡng đạo tâm, lý thuyết là vậy. Nhưng mà nếu không có nhẫn nhục là đau khổ suốt. Ở gần nhau thì nó có những cái thấy, ăn qua con mắt bằng cái thấy, ăn qua lỗ tai bằng cái nghe, chưa kể ăn qua cái miệng bằng cái thức ăn, ăn qua cái hương bằng cái mũi, hay ăn trong lục căn của mình, thì biết bao nhiêu những cái mà nếu mình không nhẫn á thì đau khổ suốt thôi. Cho nên là phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục như vậy ta gọi là sanh nhẫn. Còn nhẫn nhục mà những cái sự mà nóng, lạnh, thiên tai, địch quả, ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá, trời đông, mũi mần, sốt rét, bệnh hoạn, mà nhẫn được như vậy, nhẫn được cái đó thì gọi là pháp nhẫn. Có khi mình chịu không được, có khi mình chịu không được, mình bực bội lắm, mình đau khổ lắm, mà đau khổ thì chỉ là thiệt thòi thôi. Cho nên phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Có khi mình bực bội trời, mình không muốn trời mưa, mà công việc mình mới muốn phơi cái gì đó, mới bưng cái gì ra đó phơi chút xíu là mưa liền, mưa bưng vô rồi thì phát lên nắng trở lại ha. Thế thì là nội như đó là người nào tắm nóng cũng là bực bội nữa. Rồi còn nhóm dài đây là bên Nhật Bản cái này là tản di tản bao nhiêu ngàn cái nhà, bao nhiêu người bị chết đó nè. Rồi còn nước mình đây, từ đây tới cái mùa mà bão lụt là cũng vậy ha. Những cái bất mãn bất bình của thiên tai, của bão lụt đó, của nắng hạn mưa đông đó nhiều lắm, mà nếu mà không khéo, không nhẫn nhục là nó đau khổ tràn ngập. Thế thì cái tâm của mình nó không có an được. Vì vậy mà muốn thành tựu được vô thượng bồ đề đó, phải tập tu cái đức nhẫn nhục. Cho nên là kinh điển thì Phật dạy nhiều lắm đó, mà mình khéo tu thì mình nhẹ nhàng, còn mình không vụng tu là mình nổi cái nhẫn nhục mà mình không nhẫn. Đúng chỗ nhẫn mà mình không nhẫn nổi ha, là mình thua thiệt rất lớn lao. Nên trong cái nhẫn nhục nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Nhẫn nhục nó độ sân nhuế, nó độ cái giận dữ, nó độ cái nóng nảy, nó hóa giải cái giận dữ, nó hóa giải cái nóng nảy. Thế thì tu nhẫn nhục cũng gọi là tu phước thôi, chứ chưa phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Tu phước là phải tu nhẫn nhục đó.
Rồi cái độ thứ thứ tư là tinh tấn. Tinh tấn là phải tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng sáng suốt đi trên con đường thiện. Trong đạo Phật thì chỉ cần là siêng năng, nhưng mà chỉ cần thì người ta phân tách thì sự siêng năng đó người ta có thể chia ra siêng năng thiện, siêng năng ác và siêng năng là không siêng năng. Rồi như cái tinh tấn là đặc biệt là để cho cái, để dành cho cái, những cái đức tánh thiện, làm những điều thiện. Ba nghiệp về thân tu thập thiện, bốn nghiệp về miệng cũng giữ gìn theo thập thiện nghiệp, ba nghiệp về ý cũng giữ gìn ba nghiệp về ý, không cho sai phạm. Ngoài ra những cái giới luật mà Phật chế ra phải siêng năng giữ gìn đừng cho phạm. Công phu hành trì hành trụ tọa ngoại đi đứng đều giữ gìn theo cái tư cách, cái bản mạnh của người tu, không cho sai phạm. Thế thì cái người như vậy thì gọi là cái người tinh tấn. Và nếu mà mình không tinh tấn thì ví dụ như giới mình là không giữ trọn, tức là mình giải đại, tức là mình phóng vật, tức là mình thất niệm ha, rồi từ bi hỷ xả gì mình cũng đều không có chánh niệm, không có quan tâm, thế là người đó không có tinh tấn. Bồ đề tâm bữa nay phát mai sụt lùi ha? Nay siêng mốt thì bê trễ, thế gọi là người giải đãi. Thành ra tinh tấn nó độ, nó quá giải, nó độ, nó phát ra, nó đánh tan cái giải đại, cái ý niệm giải đại trong con người. Thành ra gọi là tinh tấn nó độ giải đại. Chỉ độ đây có nghĩa là chuyển hóa. Người tinh tấn là nó chuyển hóa, nó làm cho cái giải đại không còn. Thế thì tinh tấn cũng là gọi là tu phước. Rồi cái độ thứ năm là thiền định. Thiền định người tu là phải để, phải tập, mà trước hết là phải định nghĩa cái chữ thiền định. Cái chữ thiền định ta dịch là tánh lự, là tư duy tu, tu tư duy. Người tu hành phải tập tu tư duy. Người nào mà không có cái đam mê, không có cái chất ham tư duy, ham thích tỉnh lự, thì người đó cái đường tu hành của mình không có phát huy, không có tốt được đâu. Cho nên trước nhất á, là cái người tu hành phải thích đọc sách, đọc kinh. Từ cái đọc kinh, đọc sách đó, nó phát huy cái tư duy, cái tỉnh lự của mình. Mà chủ yếu là kinh Phật hay là sách, mà sách của những cái người mà viết sách đạo Phật có uy tín, hướng dẫn con đường giải thoát giác ngộ được. Chứ còn cái sách là nhảm nhí mà mình đọc mình tư duy thì nó chỉ thiệt thòi lỗ lã, không có ích gì. Đọc sách thế gian mà tư duy á, thì là nó đi, nó dẫn mình vào con đường kinh tế, con đường chính trị, con đường xã hội, đường học vấn, vân vân, cũng có lợi, nhưng mà đều nó không phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình. Cho nên nếu mà người nào có khả năng mà học cái thế pháp, mình có được một số giống lớn rồi, mà bây giờ xuất gia tu hành á, thì nên siêng năng đọc kinh Phật. Đọc kinh Phật để phát huy cái chất liệu tính lự và tư duy của mình đối với kinh Phật, thì mình mới có cái tuệ chân chính của đạo Phật. Cho nếu mình đam mê cái chuyện mà của thế gian nữa ha, mình đi tu rồi mà mình còn đam mê những cái sách vở, cái kinh điển, cái môn
các cái môn của thế gian nữa đó mà. Để mà tư duy á thì coi như nó lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ của mình. Khi đã tu rồi thì nên lấy kinh Luật Luận làm cái nòng cốt, làm cái lý tưởng, cái mục tiêu mà mình cần phải đạt đến. Cho nên phải ham đọc sách, mà đọc sách thì dựa vào cái cơ sở đó, dựa vào những cái lời dạy của Phật dạy đó, rồi mới vào phát huy cái thiền định, tức là tu, tư duy tu, tức là tĩnh lự. Tĩnh lự cũng tức là tư duy trong yên tĩnh. Phải để thời gian yên tĩnh để mà tư duy. Tư duy trong yên tĩnh, đó là nghĩa của chữ thiền định. Cho nên là tư duy tu. Trời ta cũng định là tĩnh lự, là cũng là tư duy trong yên tĩnh. Chữ lự cũng tức là tư duy. Mà tư duy tu cũng tức là tu bằng cái cách tư duy. Thành ra là muốn mà phát huy cái trí tuệ là phải tư duy, phải để tâm mà tư duy. Nếu mà mình mà không có tư duy á, thì cái tâm của mình là nó bị, một là tán loạn, hai là tạo cử. Nếu không tư duy, không dựa trên kinh Luật Luận, không dựa trên chánh pháp mà tư duy, thì nó sẽ lạc vào tạo cử và tán loạn. Cho nên là tôi nói cái này đại chúng các cô để ý. Tôi phải thành thật mà tôi mừng, tự mình mừng cho mình rằng là cuộc đời tôi không có lo cái sự nghiệp ở bên ngoài, không có tư duy về tiền tài, về sự nghiệp, về chùa chiền. Các cái đó tôi không có tư duy. Mà suốt mấy mươi năm trời cho tới năm nay, lẽ ra người ta là ta chết trước 5 năm, 10 năm, 15 năm rồi, mà bây giờ tôi còn đây. Tôi chỉ có cái là đam mê cái tư duy về chánh pháp. Rất rõ rệt điều đó. Nếu mà người nào mà khách quan, đừng ác cảm, để ý là thấy rõ tôi điều đó. Tôi gắn bó, tôi kết hợp với những thượng tọa, như những hòa thượng, mà tôi làm cho họ nên sự nghiệp hết. Họ nên sự nghiệp, thậm chí không phải một chùa, mà hai chùa, mà ba chùa, bốn chùa. Mà nói chuyện thì nghĩa là sự nghiệp của người ta là hàng tỷ 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 ha. Mà trước sau như một, tôi không hề có tương quan dính mắt một chút xíu nào trong cái việc tư duy đó. Mà tôi chỉ tư duy bằng kinh điển. Cho nên bây giờ cái thấy của tôi ngày nay đó, cái nhận thức kinh điển của tôi ngày nay đó, bây giờ mà tôi còn đi nói vậy đây là tôi vì tương lai tử đệ. Cho nên tôi nói rất thật. Và có thể có những cái mà các vị toàn đời không có nghe người khác nói được. Tuy nhiên là có cái điều là các vị có thể khả năng nhận thức nổi hay không nhận thức nổi. Chứ không phải là tôi nói như vậy có nghĩa là các vị phải nghe cái của tôi và các vị cho là tuyệt vời. Không có. Tùy căn cơ trình độ. Tôi nói ví dụ như cái câu hồi nãy đó, năng nghiêm tải bảo liên hương tỳ khéo ni tư hành giám dục tự ngôn giám dục phi sát phi thâu do hữu tội báo tội cảm thân xuất mãnh quả sanh hãm địa ngục. Tự mình phá giới, tự mình là lý luận như vậy rồi, là tự mình là phạm giới rồi, là cả thân mình ha, bưng lửa dữ cháy lên rồi xa vào địa ngục. Mà cái của tôi nói hồi nãy là phải học cái nghĩa của cái chữ địa ngục. Thì học nghĩa kỹ vậy rồi biết ra là có nghĩa là vẫn ở trên mặt đất này, vẫn ở trong chùa này, ở trong chỗ mình ở, mà mình vẫn là có thể là vừa là địa ngục, mà vừa là ngạ quỷ, mà vừa là súc sanh. Chỗ đó là cái chỗ người thường không có nói được. Thậm chí người ta còn làm cái vẽ cái địa tạng là địa ngục ở trên cái vách tường đó, mà là quỷ sứ, là nó cưa, nó đốt, nó chặt, nó chém, nó móc ruột, nó cắt lưỡi, rồi nó cho uống thuốc lú, rồi có mạnh bà rồi cho uống thuốc lú này kia nọ. Cái thứ kinh điển kiểu đó thì làm sao mà giảng đạo Phật được. Cái đó là tự mình may cái miệng của mình trước rồi còn nói cái gì nữa được. Cho nên cái của tôi nói là
là do tôi tư duy tu trong mấy mươi năm trời, nghĩa là chuyên làm có một việc là đam mê kinh điển. Còn thế gian khen chê không cần, danh vọng địa vị ai lên xuống cỡ nào không cần, sự nghiệp tôi tới ngày nay cũng không có gì ghê gớm lắm, không có gì đáng kể đâu dài hết, mà đam mê tư duy, mà chính cái chỗ tư duy đó cho nên tôi mới nhận thức đạo Phật rất là xác đáng. Cái chữ địa ngục không bao giờ mà hiểu rằng là địa ngục ở đâu, đâu đó là thật là. Cũng như cái chữ tam giới mà tôi nói với các vị đó, có dục mà các vị đòi từ tầng trời bao nhiêu tầng, bao nhiêu cao, bao nhiêu cái số, đều là nói bậy thôi. Rồi có sắc là bao nhiêu tầng, bao nhiêu cái số về cao, nói bậy thôi. Cái chữ cao thấp còn không có, đừng có nói làm gì mà nói trúng được. Vô sắc giới là cái cõi người ta gọi là không có gì, nói không có trúng. Thành ra là cái tư duy tu á, cái thiền định á, nó lợi dữ lắm. Thiền định để rồi nó sanh ra trí tuệ. Mà cái trì giới á, do có trì giới, trì giới mà tuyệt đối, trì giới ba la mật á, thì nó sanh ra cái trí tuệ, đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề. Còn như chúng ta tu bây giờ thì là nói trì giới ba la mật á, thì mình đừng có tự đòi hỏi quá cao ha. Hả? Mà mình có trì giới phần nào, nó gọi là biệt biệt giải thoát mà. Có trì giới phần nào là có thiền định phần nào. Do có trì giới thì thân nó mới an. Thân nó mới an á, thì là tu thiền định nó mới là xa lìa được cái tán loạn và cái gì của ba nghiệp, cái tán loạn và cái xạo cử. Nhờ có giữ giới thì cái thân mình mới an, mà an á, nó có an á thì nó mới là trấn áp được cái xạo cử và cái tán loạn. Mà nó nhẹ đi cái tạo cử và tán loạn á, thì lúc bây giờ mình mới có cái điều kiện để gọi là tu thiền định, gọi là tư duy tu, gọi là tỉnh lự. Nhưng mà cái thiền định đây nè, đừng có thèm sợ. Người ta nói tới thiền định là người ta bắt ngồi, không phải đâu. Thiền định ngồi cũng được, ngồi kiết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi thòng cảnh dưới đất cũng được, ngồi sao cũng được. Rồi á, đi cũng thiền định được. Thiền hồi tôi gọi là tỏa thiền, đi tôi gọi là hành thiền. Và vì một duyên cớ nào đó, đứng đâu đó sắc xả, sắc ớt, lặt rau, ngồi rửa rau, người ta cũng có khả năng tư duy được thiền định á. Rồi có những lúc nào đó nằm võng dưới gốc cây, đang võng ngoài gốc cây, ngoài bờ ruộng, ngồi trên cái bờ ruộng nhìn chiều mặt trời sắp lặn, sáng đang võng nằm ngoài ruộng để nhìn ánh bình minh mới lên, đều thiền định được hết. Bởi vì cái thiền định là tư duy. Mà tư duy là vấn đề là mình dựa trên kinh luật luận mà mình tư duy, dựa trên những cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà tư duy coi có phải vậy không. Rồi Phật nói rằng là không phải cuộc đời này chỉ có vô thường, vô ngã, khổ không và bất tịnh, mà là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Tư duy coi Phật nói sao kỳ vậy, sao lúc ông già này nói vậy mà lúc ông già này nói vậy. Thế thì nằm giống cũng tư duy ra được. Cái chữ thiền định là vậy. Tại sao tôi dám nói như vậy? Kinh nghiệm bản thân tôi thấy, nếu tôi nằm võng mà tôi nghĩ những việc ăn cắp ăn trộm của người ta, 3-4 giờ khuya tôi nằm võng mà tôi nghĩ việc ăn trộm của người ta, để ngày nay tôi đi ăn cắp ăn trộm, có khi tôi lấy được, có khi tôi bị ba thì người ta bắt. Điều đó là điều có thật. Mà do tôi đi ăn cắp trộm của người ta là do tôi nằm giống hồi 3-4 giờ khuya tôi nghĩ ra.
Thế thì là nằm giống mà nghĩ những việc làm ác, kết cái quả ác. Thì tại sao nằm thiền định, nằm giống thiền định để chiêm nghiệm những chân lý mà không có kết quả được là sao? Phải được chứ. Nằm giống mà nghĩ làm những việc sai trái là muốn thành tựu mà. Có lúc đi ăn cắp xe được xe mà. Rồi có lúc là không ăn cắp được là bị bắt công an tra khảo. Đó là chuyện có thật. Do nằm mà suy nghĩ ra, nó thành ra một cái quả như thế. Thế thì bây giờ đây tôi nằm giống tôi nghĩ ra, nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ chỉ túc, nào là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, nào là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, nào là chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Tôi tư duy từng món, từng món, từng món, từng vấn đề, coi cái ông già Thích Ca Mâu Ni này, ông nói như vậy mà có đúng sự thật không? Và đem ứng dụng trong đời sống mình có kết quả không? Thế thì mình thấy nó kết quả đúng, tức là mình thiền định thành vấn đề, nó phát sinh trí tuệ đây. Chứ đừng có dại dột mà sợ hãi nghe người ta nói chỗ này là thiền viện, cái tên nghe kêu lắm, rồi đai cơm bầu áo chạy lại ào 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 là cái thiền viện đó. Mai mốt nghe ông kia ông đặt cái tên thiền viện ông nổi hơn nữa, rồi cũng dọn quần dọn áo xin tiền xin bạc cuốn gói lại đó. Mai mốt cha kia nó đặt tên cái thiền viện còn ngon lành hơn nữa, rồi là cũng cuốn gói lại đó. Lại đó nó bắt ngồi này kia nọ phải bao nhiêu tiếng hồ để thi, bẻ chân bẻ cẳng lên không cần, sao cũng được. Ở đây để là vậy. Cho nên thiền là chủ yếu của nó là tư duy tu, hành thiền, tọa thiền, hóa thiền, trụ thiền, tức là hành trụ tọa hóa đều là tư duy được. Mà bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định như vậy là tốt, làm cho cái thân này được an, gọi là tu phước. Tu phước là sao? Là tu năm cái điều đó là cái thân này sẽ an lành, sẽ an lành, rồi tránh được nhiều cái tai họa, nhiều cái họa gửi tai tai, nhiều cái sự biến động bất thường trên cõi đời này nó tác hại vào cái thân này, vào cái cuộc sống của mình. Mà muốn vậy là phải dùng năm cái dây lưới hàng rào đó, bố thí thì giới nhân dục tinh tấn thiền định, năm cái dây hàng rào đó nó rào cho mình năm tầng thì cái thân của mình sẽ không bị những cái gì ở ngoài nó xâm phạm. Chứ chưa được thành Phật đâu nha. À, cái đó gọi là tu phước đấy. Thế còn tu phước bố thí mà thường thường cái quan niệm của người Phật tử tại gia nó đơn giản lắm, chưa có đủ điều kiện gì đâu. Nó là một phần năm của cái tu phước thôi. Còn muốn thành Phật bữa sau ha, hôm nay hết giờ rồi, phải học cái cách để làm Phật. Bữa nay học cái cách để bảo vệ, học năm cái thành rào, cái vòng rào để bảo vệ cái thân cho nó an. Mà cái thân mà an không có tai họa, không có họa gửi tai bay, tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu. Phi ngu là bất tắc chi họa giả. À, tu mà có giới bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là cái họa gửi tai bay, họa bất tắc nó không đến xâm phạm mình được. Từ đó mình mới bắt đầu tu tuệ, mà tu tuệ thì mới có cái là cái điều kiện chính để thành vô thượng bồ đề. Tóm lại là cái chữ tu phước không có đơn giản nha, mà phải tu năm cái độ trước của lục ba la mật. Hết giờ. Nhân đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hiện hữu vô tận.